Dạ rồi em chào anh chị nha. Dạ vâng, thì anh chị cho em xin phép được hỏi tên anh chị tên là gì và đến từ đâu? Nguyễn Quang Thương ở ấp Tân Điền, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc. Là anh ở Cần Giuộc ha. Dạ. Còn chị? Em cũng ở gì luôn, ấp Tân Điền, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Dạ, chị tên là gì? Em tên là Thị Đào. Dạ, hai vợ chồng nhà mình nói lớn lên ha. Dạ vâng, thì hôm nay là hai vợ chồng nhà mình về đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm con đúng không ạ? Đúng. Dạ vâng, em xin phép được hỏi là con gái nhà mình tên là gì? Tên là Thị Ngọc Bích. Năm nay bé nhiêu tuổi rồi chị ha? Bé sinh năm 2008. Bé sinh năm 2008. Tính tới thời điểm hiện tại thì bé cũng được tầm 14 tuổi hơn xíu ha. Thì anh chị có thể chia sẻ lý do, nguyên nhân và cái sự việc con nhà mình bỏ đi như thế nào ạ? Vì là bé là bé có quen một người đó trên mạng, trên Facebook là tên Hoàng Huy, năm nay là đã có một đời vợ, một đứa con. Rồi bé quen, bé đi qua bển chơi được hai lần cái cha mẹ biết được, cha mẹ cấm cản không cho bé đi nữa, mới la bé là không cho đi chơi với những người như vậy nữa, người ta đã lớn rồi, rồi nó còn nhỏ quá, nó còn đang tuổi đi học. Rồi mới la nó mấy tiếng, cha nó la nó mấy tiếng, lấy điện thoại lại cái được lấy bữa thứ bảy, là bữa thứ hai là không biết, ở nhà đóng cửa mà không biết ai lại rước nó thì mình không biết, mà nó đi nó để lại cái số điện thoại của là Hoàng Quy. Là tính tới thời điểm bỏ đi cho tới nay là cụ thể là 4 ngày. 4 ngày. Dạ. Trước khi đi con nhà mình có đem theo phương tiện tài sản, có đeo quần áo gì không ạ? Một đeo trong người, một đôi bông, một sợi dây chuyền, một chiếc nhẫn, rồi đem 4-5 bộ quần áo gì đó. Trị giá tài sản bao nhiêu ạ? Chúng cỡ 5 triệu, 6 triệu đổ lại. 5-6 triệu ha. Dạ. Và có đeo theo quần áo? Dạ, quần áo, chứ tiền thì không có, điện thoại thì không có. Dạ. Là khi đi đấy thì gia đình nhà mình có biết đi bằng phương tiện gì, đi với ai không? Không biết luôn, không biết đi với ai luôn. Mình chỉ nghi ngờ là nó quen với người này, là nó đi chung với người này thôi. Nhưng mà tới khi mình hỏi người đó người ta nói là con mình không có ở nhà người ta. Dạ. Mình không thể nào là khẳng định được, mình chỉ nghi ngờ. Bởi vì con mình có hình người đó là có là yêu đương với nhau là được 45 ngày rồi. Yêu đương 45 ngày. Dạ đúng. Dạ. Rồi. Thì chị ơi, thì con nhà mình còn đi học không ạ? Dạ con. Đang học lớp mấy ạ? Học lớp 7. Lớp 7 năm. Từ trước tới giờ bé có đi như vậy lần nào chưa? Chưa có đi, mới có đi trong vòng 10 ngày nay đi hai lần. Cái cha mẹ biết được, biết được, ngăn cản nó không cho đi, mới lấy điện thoại lại là chuyến này nó bỏ trốn mất tích luôn. Tức là thời điểm hiện tại lần đi này là lần thứ mấy ạ? Lần thứ ba. Dạ, hai lần trước cũng đã đi rồi đi ạ. Đi mà về. Tự mà về hay là đi tìm ạ? Không có đi tìm, đi nó tự về ơn nó. Mấy ngày thì bé nhà mình về chị? Một lần thì đi sáng đi chiều về. Một lần thì đi mẹ Nam Hải một tuần. Đi thứ hai mà tới thứ hai tuần sau mới về. Là bé nó đi với ai? Đi với Hoàng Huy, gia đình của Hoàng Huy. Khi đi có xin phép anh chị không? Không, lúc sáng nó đi là không có xin phép, mà mình điện nó được. Nó bắt máy, nó nói là nó xin đi gia đình Hoàng Huy chơi. Rồi gia đình Hoàng Huy có điện hỏi là bé Bích lại tới đây rồi. Em mới hỏi gia đình Hoàng Huy là có con Bích ở bển không. Huy cũng nói có, mà mẹ Huy cũng nói có, là bé Bích đang ở đây nè, cho nó đi Nam Hải chơi với Huy đi. Em cũng chấp nhận cho đi luôn. Tại sao gia đình nhà mình chấp nhận cho đi khi bé đang còn không ngồi biết nằm ở đâu? Bé đang còn ngồi trên ghế nhà trường, bé đang đi học. Kiếm không, người ta không chỉ địa chỉ mình không. Mình chỉ xin địa số chỉ, nhà người ta không cho nhà luôn, xin địa chỉ người ta bắt. Không cho. Tức người là ta, người ta chỉ nói là người ta ở Thủ Đức thôi. Tức là cái lúc đó là bé đã đi rồi. Đi rồi. Là nhà mình biết liên hệ. Mới liên hệ. Liên hệ là gia đình nhà bạn Huy đấy cũng có công nhận. Và là đi với Huy. Đúng. Dạ. Và thứ hai người ta trả. Thứ hai người ta đem về. Và trong cái thời gian đấy 10 ngày đấy đúng không ạ? 7 ngày. 7 ngày đấy là bé nghỉ học. Nghỉ học. Trả về bé cho mình đàng hoàng, người ta hứa thứ hai người ta trả. Ai là người hứa với gia đình nhà mình? Mẹ Hoàng Huy với Hoàng Huy. Mẹ Hoàng Huy với Hoàng Huy. Cái bạn Huy nó năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị? 21 tuổi ha. Và gia đình nhà mẹ bạn đấy cũng có hứa. Dạ. Và cũng có nhận là dẫn con gái nhà mình đi. Dạ. Và lần đấy về thì bé có cái biểu hiện gì khác lạ không? Không, bé là chỉ nói là đi qua bển chơi vui, đi qua bển chơi vui vậy thôi ạ. À. Rồi gia đình nhà mình có hỏi bé 7 ngày qua bé ở đâu, ăn uống như thế nào, sinh hoạt ra sao, ngủ với ai không? Ăn uống ở nhà Hoàng Huy. À, dạ. Tất cả đều ở nhà Hoàng Huy hết. Theo như chị thì con gái nhà mình có yêu cái bạn Huy đấy không? Yêu dữ lắm, nó mê Hoàng Huy dữ lắm. Gia đình nhà biết từ khi nào mà con gái nhà mình yêu cái bạn đấy? Biết từ mới có 3 bữa nay thôi. 3 bữa nay, còn thời gian về trước là không hề biết. Không biết. Khi biết rồi thì anh chị như thế nào?
là nó mới lấy điện thoại lại, không cho liên lạc với Huy nữa. Bằng cách nào mà con gái nhà mình đã quen được cái bạn đấy rất là lâu rồi? Trên Facebook. Nếu mà như chị chia sẻ, tức là nhà mình đã cho bé sử dụng điện thoại thông minh thường xuyên, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Và bé lên mạng thường xuyên và quen cái cậu này cũng trên mạng xã hội, đó là Facebook. Dạ đúng rồi. À, trong khi mà trước cái thời điểm bé bỏ đi cái lần ba này thì bé về thì chị có thấy bé có những cái biểu hiện gì bất thường khác không? Không, nó thấy nó bình thường rồi, nó không gì hết trơn. Khi về bé có còn chịu khó đi học không? Không đi luôn, nghỉ đi. Không đi luôn, nghỉ đi. Thế là từ đó là bé nhà mình nghỉ học. Nghỉ học luôn, nghỉ cũng lâu rồi. Xin gọi cô điện qua này kia rồi nó hỏi nó học không thì nó là không. Không học thì bắt buộc là cha chạy qua bên nhà trường điện vô, cha chạy qua nhà trường là ký tên là không cho ra. Đó là một cái điều luôn. Cái điều rất là đáng tiếc ở đây. Tại vì là cái phần đó là con mình muốn sao mình cho như vậy chứ không có ấy. Con mình thích rồi giờ không đó không học nữa thì mình cho nó nghỉ học luôn. Là nghỉ mới được có chừng 2 tuần. Nghỉ 2 tuần cái bé bỏ đi lần 3. Nghỉ 2 tuần là tức là cái lần mà đi thứ hai đó cũng mới đây thôi. Mới đây. Thật sự đây là một câu chuyện rất là đáng làm tiếc. Bé ở nhà trong khi mà đang còn ngồi trên ghế nhà trường, đang đi học trước cái lúc bỏ đi. Thì anh chị có thường xuyên quan tâm bé không? Có. Đi làm sáng đi làm chiều thì cũng hỏi thăm này nia kia mà bé không có nói. Điện hỏi tối ngày. Mà nó không có nói với mình. Anh chị làm công việc gì? Em làm công ty, ổng làm hồ. Làm ở đâu? Em làm công ty khu công nghiệp Tân Kim. Tại địa phương luôn hay gì ạ? Cũng tại ở Long An luôn. Tại Long An luôn ha, à. Tức là mình sáng đi tối về. Dạ đúng rồi. Nhà mình có mấy người con? Có một đứa thì Ngọc Trời Bích thôi. Ơi, có một đứa ha. Một đứa mà thật sự bây giờ thì bé. Câu chuyện anh chị chia sẻ thì bé như vậy thì thật sự rất là đáng làm tiếc và đáng làm buồn. Ở nhà anh chị có cưng chiều gì bé không? Cưng dữ lắm. Cưng dữ lắm đâu, có gì nay đó. Không có la gầy gì hết, gì chỉ biết là yêu người này. Không có được lai lịch, không được tốt. Người này đã có vợ có con là chỉ là cấm nó không cho yêu thôi chứ không có la gì hết. Tuổi đời của bé còn rất nhỏ, yêu đương gì tầm này? Đúng rồi. Đúng không ạ? Cái tuổi 14, 15 tuổi yêu đương cái gì? Ăn chưa no, lo chưa tới, biết gì mà yêu. Nó dạy nó gọi đó. Đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Bây giờ bé đi không có điện thoại, không có cách không nào có điện thoại, không có cách nào liên lạc hết chứ. Điện mà có liên lạc được thì qua đó cũng mình cũng bỏ luôn cũng được mà. Điện qua bển thì nó không có. Trước giờ bé có hỗn hào gì với anh chị không? Không. Bé ngoan lắm. Ở hết trơn cái hẻm nó ở nhà trọ nó không bao giờ quýnh đập nó chữ nó chi. Là nhà mình ở Long An, là nhà mình ở trọ hay ở nhà? Trọ. Ủa gốc nhà mình ở đâu? Ở Kinh ấp Kinh Một. Xã Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Tức là gia đình nhà mình là ở Kiên Giang. Dạ đúng. Lên Long An để lập nghiệp, dạ, làm đúng. Việc và sinh sống. Và bé cũng học tập tại Long An. Chứ không phải là quê hương mình ở Long An. Không, mình là chỉ tạm trú ở đó. Dạ. Tức là mình đến đấy để mình lập nghiệp thôi. Theo như anh chị chia sẻ thì bản thân anh chị chỉ có một người con gái và rất là cưng chiều. Đúng rồi. Luôn chiều chuộng bé. Cho dù là bé thích cái gì là anh chị đáp ứng cái đấy đúng không ạ? Từ ăn uống cho tới là sinh hoạt cũng như là nhu cầu của bé. Đúng rồi. Nhưng anh chị có biết rằng anh chị chiều bé như vậy nên bé mới có cái cớ sự như ngày hôm nay không? Đây là em nói thật. Biết mà, đâu, tại biết vì mà. Mình quá thương con. Quá thương. Nhưng mà anh chị thương sai cách. Thì đúng không mình ạ? Mình biết mình hối hận, mình thương con mình sai. Dạ. Nó cũng đã muộn rồi. Đây là em góp ý chứ không phải là em dạy đời. Dạ. Dạy đời anh chị nên mà em mong anh chị thông cảm giúp em nha. Tại vì bé còn nhỏ mà mình cưng chiều quá. Cái này là mình biết là mình thương con. Cha mẹ nào cũng thương con hết. Nhưng mà ngược lại là hại bé. Đúng rồi. Đúng không ạ? Đúng rồi. Cái này em thương thì em mới nói thôi. Thật sự thì cái vụ việc này thật sự rất là làm tiếc. Thì con nhà mình hiện tại bây giờ cũng đã nghỉ học. Và bỏ đi lần này cũng lần thứ ba rồi. Theo anh chị thì lần này đi thì con nhà mình đi với ai? Mình không dám khẳng định là không đi với ai. Mình nghi ngờ thôi đúng không ạ? Nghi ngờ là đi với người bạn mà nó đã yêu. Tại vì hai lần trước đi với người này. Đi với người này rồi và gia đình người này cũng đã khẳng định rồi. Đúng rồi. Và lần này thì cũng đi nhưng mà nhà mình cũng chưa dám khẳng định vì không chưa có một cái thông tin. Gọi người ta nói không có. Không à. Mình đâu có bằng chứng gì mà mình biết định là con mình ở đó. Đi 4 ngày rồi thì chị có nhận được cái thông tin liên lạc gì chưa? Không có gì hết. Bịt vô âm tín. Không có một tin tức gì. Gia đình nhà mình đã trình báo cơ quan chức năng ở địa phương tạm trú chưa? Có trình rồi chứ. Trình rồi đúng không ạ? Dạ.
Tuổi đời của bé còn rất nhỏ, 14, hơn 14 tuổi. Thật sự cái tuổi đời này là rất nhỏ, chưa thể hiểu hết được mọi cái cám dỗ cạm bẫy bên ngoài như thế nào. Sợ rằng con nhà mình khi đi ra ngoài rồi, xa vòng tay cha mẹ rồi, thì sẽ gặp rất nhiều cái khó khăn cũng như nguy hiểm bên ngoài. Mà con nhà mình đặc biệt lại là con gái nữa, đúng không ạ? Đúng. Nên mà anh chị, bản thân anh chị rất là hoang mang, rất là lo lắng. Như em nhìn hình ảnh của người cha đây, anh đây chắc là mắt anh sưng, khóc rất nhiều đúng không? Chạy xe lên như thứ ba chạy lên vòng vòng mấy ngày này đi tìm nó tùm lum. Bốn ngày qua anh chị có ăn ngủ được không? Không có ngủ được. Khóc nhiều chưa? Không muốn chết, có một đứa con nghĩ gì sao mà không khóc, khóc xỉu quay lên xỉu mấy ngày nay là buồn không thấy nó rồi. Khóc rồi xỉu, xỉu rồi tỉnh dậy không nổi, không lẽ cứ khóc hoài như vậy, con mình cũng đâu có về được. Về được đâu. Hai vợ chồng không có hộp cơm nào hết trơn á, từ ngày bữa thứ hai tới giờ. Sáng tranh thủ đi lên ăn kiếm. Làm ông nổi luôn. Ăn cháo không nổi luôn. Thật sự đây là một câu chuyện rất là đáng tiếc và rất là đáng buồn. Này có ai mà cóc cái gì đó, tải dùng bít về đi. Anh có điều không gì? Không làm gì đâu. Anh có điều gì, anh làm cha, anh có điều gì anh muốn nhắn nhủ trực tiếp tới người con gái của anh, để con gái của anh có xem được cái video này, để con gái của mình quay trở về, anh nói đi. Em là gì, kêu con gái về đi cha, không có la gầy gì hết đó. Ông có quýnh đập luôn. Cái nào con thích cái gì đó làm đi cho cha, không có la gầy, cha trả điện thoại cho con nữa, cho không có dung tài tới nữa. Chị có lời gì muốn chia sẻ với con không? Mẹ Bích ơi, mẹ nhớ con. Con ở đâu quá, con về với mẹ đi. Chờ... mẹ chỉ có một mình con à. Cha hứa là cha không quýnh luôn, cha không có chửi luôn á. Con về đi con. Trước giờ anh có quấn bé chưa? Không. Ông có quấn đập gì đâu. Chỉ có la dày bé à. Nó chờ anh em đi làm về là đứng canh cửa nó chờ. Chỉ có bằng là la cọc. Không bao giờ quấn đập con một cây mà nuôi từ nhỏ lớn luôn. Vì sao con đứa con mà đánh? Người nào mà đi học mà ăn hiếp á, là điện em điện tới mắng giống chửi á. Chứ không phải mà ấy đâu. Rất là thương con ấy. Ha. Dạ. Sẵn đây thì anh có cái lời nào muốn nhắn gửi tới ai đó, nếu ai đó đang dụ dỗ và giữ bé? Được rồi. Thẳng thắn để cho người đó biết đường mà trả về. Không biết, trả về đi con ơi. Anh không trực có... tiếp anh gắn gửi, anh nhắn gửi đi. Không có tìm hoàng hiểu gì tới ai hết trơn. Chỉ là đi về đi rồi không có thưa kiện gì ai hết. Cái đó là chuyện đó còn nếu... có gì hết trơn. Thả cho thanh niên nào mà đang cố tình dụ dỗ bé và hoặc là đang gọi là không cho bé về đó. Thì hãy nhanh chóng xem được cái video này, hãy lập tức đưa bé về đưa nhà về đi. Đưa bé về nhà để mà bé đoàn tụ cùng với lại cha mẹ. Còn nếu mà vẫn cố tình không đưa bé về thì sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật, bởi vì tuổi đời của bé còn rất là nhỏ, 14 tuổi. Nên mà mong rằng nếu mà thanh niên nào mà đang giữ bé hoặc đang dụ dỗ bé ở đâu đó thì hãy nhanh chóng đưa bé trở về nhà đoàn tụ cùng với gia đình. Nếu mà không đưa về và cố tình để mà dụ dỗ bé và hoặc là đưa bé đi đâu đó thì sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Đây là cơ hội cuối cùng cho thanh niên đó. Chị có lời nào muốn nhắn gửi tới cái người mà đang giữ bé hoặc là đang dụ dỗ bé không? Em có muốn lời, nếu mà ai á là bạn bè gì của Bích á, là người yêu gì của Bích á, là sớm trả về, Bích trả về cho cô đi. Là ở đây á, là cô không có nói gì hết trơn á. Người đó trả về là tôi mừng lắm rồi. Tôi không có nói mà thưa kiện gì tới công an hết á. Chỉ trả con tôi lại là tôi mừng lắm. Đó là cơ hội cuối cùng, đúng chị? Dạ, còn nếu mà vẫn ngoan cố, vẫn dụ dỗ và dẫn bé đi thì chị sẽ không cho cơ hội nữa, đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Đó là đúng rồi. Và cái này sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Rồi, trước pháp luật á. Bởi vì bé tuổi đời còn rất nhỏ, 14 tuổi mấy. Nếu mà lỡ mà xâm hại đến bé thì tuổi đời thì cái lỗi này càng nặng hơn nữa, đúng không chị ạ? Dạ đúng rồi. Thì anh chị còn điều nào muốn chia sẻ nữa không? Dạ không. Không ha. Chỉ là con người đó trả con không, lại người cho đó mình trả mình. Lại thôi cho Bích được về, đang cho coi mình đi làm về có con ở nhà mở cửa này kia nấu cơm ăn này kia cũng được, cũng đỡ buồn con đứa gái à. Thật sự câu chuyện của anh chị thật sự là một câu chuyện rất là buồn, rất là lấy làm tiếc. Con đứa gái một à, cưng như ngỗng vậy đó. Bởi vì tuổi đời của bé nhà mình 14 tuổi hơn, đang còn cấp sách tới trường, ngồi trên ghế nhà trường, đi học như bao đứa trẻ khác, bao các em thanh thiếu niên khác. Và rồi thì qua câu chuyện anh chị chia sẻ thì bé cũng đã nghỉ học, cũng có tình yêu, cũng vì sử dụng điện thoại thông minh và quen trên mạng,
Thật sự câu chuyện này rất lấy làm tiếc. Em rất mong rằng là khi mà bé quay trở về rồi, gia đình nhà mình, anh chị phải có một phương pháp giáo dục con một cách chuẩn hơn. Ở đây là em không phải là đang chê trách hay là phê phán anh chị, mà em đang góp ý bằng cái lòng của em. Em muốn là chiều con đúng cách, thương con đúng cách anh chị nha. Anh chị có giận thì em cũng phải nói thôi. Đúng không ạ? Và qua cái video này em rất mong tất cả các bậc phụ huynh, các bậc làm cha mẹ hãy quan tâm, thấu hiểu con nhiều hơn. Và hiểu con cần gì, muốn gì. Và dạy dỗ con một cách chuẩn mực hơn. Anh chị còn điều nào muốn chia sẻ nữa không? Chị có nhiều, chị mong nhiều mà lắm. Trả con tôi về cho tôi là tôi mừng rồi. Người dạ, nào mà lấy dưỡng con của tôi đó thì trả về đi. Hay là không dám đưa về nhà thả đâu cũng được. Tự con tôi tìm tới nhà ơn cũng vẫn được. Không cần phải chở tới nhà đâu. Dạ. Cha nó vẫn nào cũng chờ đón nó về hết á. Đừng có sợ cha quýnh. Dạ. Thưa quý cô chú anh chị, bà con cô bác, cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước, vừa rồi là một câu chuyện rất lấy làm tiếc. Thật sự rất là buồn. Của anh chị đi tìm con. Thì nếu quý cô chú anh chị có thấy hình bé như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để đưa cho giúp bé sớm quay trở về nhà đoàn tụ cùng với lại gia đình. Hiện tại thì cha mẹ của bé rất là hoang mang và lo lắng. Thì hình ảnh trước mắt quý cô chú anh chị xem đây thì đôi mắt của người cha thì khóc rất là nhiều, cũng đã sưng lên rồi. Thì hôm nay thì cha mẹ của bé lập nghiệp ở Long An thì cũng về tới Bình Dương để mà nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc đó là tìm con. Thì em rất mong tất cả quý cô chú anh chị xem và cùng chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các trang mạng xã hội để giúp cho bé sớm quay trở về đoàn tụ cùng với gia đình. Em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị, bà con, cô bác, cộng đồng mạng trong suốt thời gian qua rất là nhiều. Dạ rồi, thì toàn bộ câu chuyện nãy giờ vợ chồng anh chị chia sẻ có hoàn toàn đúng với sự thật không? Dạ đúng 100% luôn. Nếu có gì sai trái thì sao? Có gì sai trái thì em sẽ chịu hết trách nhiệm. Chịu trách nhiệm trước pháp luật. Dạ, đúng rồi. Và anh chị lên đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải ghi hình và đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con. Đúng. Anh chị có đồng ý không ạ? Đồng ý. Và cái video này sẽ không bao giờ gỡ xuống. Không bao giờ có gỡ xuống đâu. Dạ, tại vì video này là một thông điệp truyền tải tới tất cả các bậc phụ huynh cũng như là tất cả các quý cô chú anh chị trên cộng đồng mạng, cũng như các em lứa tuổi thiếu niên đang ngồi trên ghế nhà trường xem để mà rút ra nhiều điều trong cuộc sống. Anh chị đồng ý không ạ? Đồng ý. Dạ rồi, thì em cũng không biết nói gì hơn. Chúc cho vợ chồng anh chị thứ nhất là thật nhiều sức khỏe, và đặc biệt hơn nữa là sớm nhất tin vui đó là con gái nhà mình sẽ quay trở về. Anh chị nha. Dạ rồi, em chào anh chị nha. Dạ.